Sau khi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao ngã tư Sở, Láng, Trường Chinh, Tây Sơn, khu vực này trở thành điểm nóng về tình trạng người đi xe máy phóng ngược chiều đường. Ghi nhận vào sáng ngày 25 tháng 8, mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn người dân tham gia giao thông, nhưng nhiều người vẫn cố tình đi ngược chiều. Người điều khiển xe máy từ đường Nguyễn Trãi đi Tây Sơn hoặc đường Láng, thay vì phải quay đầu tại đường Trường Chinh, họ đi cắt ngang tại nút giao để tiết kiệm khoảng 700 mét đường. Lý giải về việc này, nhiều người cho biết, mỗi buổi sáng đường Nguyễn Trãi tắc dài 1 đến 2 km, mật độ dân cư cao, tạo áp lực giao thông rất lớn do phải quay đầu quá xa nên tiện đường đi ngược chiều luôn. Trước đó ngày 18 tháng 6, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội bắt đầu thí điểm tổ chức lại giao thông tại nút giao ngã tư Sở nhằm giảm tải ùn tắc tại đây. Lực lượng chức năng đã cắm biển báo, đặt giải phân cách cứng để cấm các phương tiện đi thẳng, rẽ trái dưới gầm cầu vượt ngã tư Sở, theo hướng đường Nguyễn Trãi đi Tây Sơn, đường Láng. Thời gian thí điểm đến ngày 22 tháng 10.